Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng, những cựu học sinh của trường đã tiến hành vẽ con đường phố bích họa 3D dài khoảng 100 mét với 30 bức tranh về những danh thắng đẹp nhất của Hà Nội xưa như Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hồ Gươm, Cột cờ Hà Nội, Tháp nước Hàng Đậu. Những bức bích họa này không chỉ là một công trình của nhà trường mà còn trở thành điểm đến cho những người dân và du khách muốn hoài niệm về Hà Nội xưa. Khi mà mình đến đây thì mình cảm thấy rất là bất ngờ về những cái thay đổi. Mọi người có thể thấy được cái vẻ đẹp của một Hà Nội ngày xưa, đồng thời cũng thấy được một cái sự phát triển, sự đổi mới ạ. Nhìn những bức tranh của trường Phan Đình Phùng, nơi hai con tôi đã từng học, những cái phố cổ hiện lên trong ký ức của tuổi thơ của tôi rất xúc động bồi hồi. Đây là một ý tưởng khá là hay và độc đáo ạ. Trông nó khá là cổ kính và gợi về những nét về Hà Nội. Đây cũng là điều đến mới để mọi người nếu mà chụp ảnh hay là dạo chơi phố thì nó cũng khá là hợp lý.